chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ TheWatt của chúng tôi lại làm video hướng dẫn cho anh em cách thay dây. Hôm nay thì chúng tôi có một mẫu đồng hồ. Đây là một mẫu đồng hồ của một anh khách. Anh ấy cũng đến cửa hàng của chúng tôi và yêu cầu là muốn thay một cái dây kim loại. Thay cho cái dây da này. Chắc là anh cũng đeo dây da này cũng không thích nữa hoặc chán rồi, cho nên là anh ấy muốn thay kim loại. Vâng, thì hôm nay hệ thống đồng hồ dưới của chúng tôi cũng làm video để hướng dẫn cho anh em cách thay dây tại nhà. Vâng, có thể tự mình thay ở nhà cũng được. Ví dụ chẳng hạn như mình mua, ví dụ mình ở một cái nơi nào đấy mà nó cũng không gần cửa hàng, hoặc là đi ra cửa hàng hoặc là ra phố nó rất là xa, thì mình tự thay ở nhà cũng được. Mình đặt một cái dây trên mạng hoặc là mua qua chúng tôi gửi về cho các bạn, sau đó thì các bạn tự ở nhà các bạn thay đấy cũng đều được các bạn nhé. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Vâng, bây giờ đầu tiên chúng ta phải tháo cái dây này ra trước anh em nhé. Thì ở cái dây này thì anh em nhìn thấy đó là có cái phần khóa đây, cái phần ở cái mẫu đồng hồ này thì anh em nhìn thấy là cái phần tháo dây này rất là dễ, bởi vì nó có một cái chốt luôn. Nên anh em này, một cái chốt chỉ có đẩy một phát này, đẩy xuống là nó ra luôn, nó đẩy phát ra luôn đấy. Bên này cũng vậy, cũng đẩy phát này, đây có chốt này anh em này. Có nhiều cái đồng hồ nó làm rất là thông minh để cho anh em thay dây nó rất là dễ. Nhưng mà thường là những cái dây mà dây đặc chủng thì nó mới có cái lỗ như thế này anh em này, có cái dây nó có cái lỗ kiểu này, dây đặc chủng theo hạn theo đồng hồ ấy. Chứ còn cái dây mình, ví dụ mình mua dây ngoài thì nó cũng không có được cái lỗ kiểu như thế. Nó có thì cũng rất là hiếm, phải đặt tại hãng như nào mới có được anh em nhé. Sau đó đây anh em sẽ bấm thử xem. Và cái dây đó anh em nhìn này, đây đó, nếu mà vào dây như này nó rất là vừa. Ở phần dây, cái dây này thì đây hoàn toàn dây mới đây anh em nhé. Dây này thì nó có cho mình một cái gối đây anh em này, cái gối ở đầu dây đây, cái gối ở đầu dây này đây này đấy, cái gối vào đây, nó kẹp vào đây đó đấy, kẹp vào đây, và khi đó mình sẽ xỏ cả cái này, cái phần này vào đây anh em này. Ở cái dây này thì nó cho mình hai cái sự lựa chọn, mình có thể mình lắp dây kiểu như thế này, mình lắp vào thế này thôi cũng được đấy anh em nhìn này, lắp vào như thế này cũng được, và hoặc là mình sẽ phải tháo cái đầu này ra đây, cái đầu này này, tháo cái đầu này ra và mình lắp vào cho nó chui vào cái khe này đó. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái đầu này ra để lắp vào cái phần khe này cho cái đồng hồ nó sẽ hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn. Đây, tôi sẽ dùng một cái dụng cụ để tôi gõ nó ra. Đây. Để gõ nó ra. Đấy. Anh em ví dụ ở nhà thì anh em phải có một cái chốt như thế này, hoặc là khi anh em mua ở trên mạng hoặc là mua ở chúng tôi thì chúng tôi sẽ tặng thêm cho anh em một cái chốt như thế này anh em nhé, cái chốt như thế này anh em đóng. Đây, ví dụ ở nhà anh em có một cái búa như này, có búa như này thì anh em chỉ cần một cái gì đó nặng là được gõ đây, đó gõ phát là ra luôn này. Đấy, hoặc là ở nhà anh em có một cái kim to đây, đầu như này anh em xỏ và anh em gõ cũng được, dễ thôi, không có gì khó cả. Đó, bên này cũng vậy, bên này cũng gõ ra hai bên. Đấy, rút ra. Đây là mình đã tháo ra được hai cái phần đầu này rồi anh em nhé. Đây. Đấy, hai cái đầu mình đã tháo ra được rồi. Đấy, bây giờ mình đã có phần đầu này rồi, bây giờ mình sẽ ghép thử vào đây. Đây, mình sẽ ghép thử vào đây anh em này. Đấy, ghép luôn. Thế mà ok luôn anh em này, ghép luôn này, được luôn. Quá đẹp. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp nhá. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay luôn anh em nhá. Đầu tiên anh em sẽ ghép cái phần gối dây này vào đây.
Sau đó anh em sẽ dùng cái chốt này luồn sang. Đó. Đấy, anh em thấy chưa? Nó luồn sang rồi. Đây. Chốt đây. Đó. Đây. Anh em sẽ lựa nó. Đấy, sẽ lựa nó, đưa nó vào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái áp này. Ta đẩy nó vào anh em này. Đấy, ta có thể đẩy nó vào. Cho nó. Đấy, cho nó vào đây. Có thể là. Đấy, sau đó anh em ta sẽ đẩy cái phần chốt này vào anh em nhé. Đây, ví dụ là anh em sẽ đẩy vào đây. Đấy, anh em sẽ đẩy nó vào trong này. Và làm sao lùa cho nó vào, vào đúng cái lỗ của nó. Lùa cho nó đúng vào cái lỗ của nó anh em nhé. Đây. Và trong này nó có một cái lỗ này. Cái lỗ của cái chốt này. Đó. Thế là đã được rồi anh em nhé. Đây, đã được rồi, chắc rồi. Đấy. Linh cái chốt này nó sẽ chui vào lỗ rồi. Đây, anh em nhìn có lỗ đây này. Đây này. Cái lỗ rất nhỏ đây này. Đây này, lỗ đây này. Đó, nó hơi bóng bóng, khó nhìn anh em nhỉ. Ở trong này cơ, nó ở trong này cơ. Đây, tôi tháo cái này ra cho anh em xem này. Đây, đây, có cái lỗ đây anh em này. Đấy, lỗ đây này, anh em sẽ luồn cái chốt nó vào chui ở đấy. Đấy. Đó, hình như vào rồi anh em nhé. Rồi, ngon rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất là ok. Wow. Tuyệt vời rồi. Bây giờ ta sẽ lắp phía bên này. Đây, ta sẽ đưa đúng và đúng chiều rồi nhé anh em nhé. Đây. Đúng chiều luôn này. Đấy, ta luồn cái chốt này vào. Đó. Đây, phần chốt này anh em nhé. Đã xong này. Đấy. Bây giờ ta sẽ ghép nó vào đây. Đấy. Khéo khéo một chút nhé anh em nhé. Đấy, nói chung là tỉ mẩn khéo một chút thì nếu mà mình làm không quen thì mình làm nó hơi lâu tí cũng được, không vấn đề gì anh em ạ. Miễn là nó vào được đúng lỗ của nó là được. Đấy, ta sẽ cầm như thế này. Đấy. Ví dụ là nó khói quá thì ta có thể mở dây ra, nó rộng ra để anh em làm nó dễ này. Đó, sau đó thì ta sẽ đẩy cái phần chốt này vào. Đây anh em này. Đẩy phần chốt này vào. Đẩy cái phần chốt này vào cho nó thụt vào trong đấy. Đây. Cái chốt đây. Này nó vẫn còn thò ra một tí cho nên là nó chưa vào được anh em ạ. Đấy, ta sẽ lắc dần cho nó vào. Đấy. Rồi, ta bây giờ sẽ dùng cái gắp. Đây, ta sẽ kiểm tra xem nó đã vào chưa anh em nhé. Rồi, ta đẩy nó đúng vào cái lỗ của nó. Đã xong rồi anh em nhé. Vâng, trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cho anh em các cái thay dây kim loại vào đồng hồ đeo tay. Còn lành rồi anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ đeo tay để cho thử, để cho anh em ngắm thử xem nào. Wow, đây anh em này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? À, quá ngon luôn. Đấy, chuẩn luôn. Từ hệ thống đồng hồ chúng tôi thì có thể là giúp anh em là thay từ dây da sang dây kim loại và ngược lại từ dây kim loại sang dây da đều được anh em nhé. Vâng, đó, rất là tuyệt vời luôn. Còn giá cả của dây thì nó tùy từng loại anh em ạ. Rẻ nhất nó phải tầm 300-400 nghìn trở lên. Còn đắt thì nó phải trên dưới 1 triệu. Đấy, tùy từng loại dây, màu sắc, chất liệu khác nhau
nên là giá thành nó khác nhau. Anh em mà muốn thay dây như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chạy trên màn hình để chúng tôi báo giá cho anh em. Thì anh em ai có nhu cầu muốn thay dây da hoặc là thay dây đồng hồ đeo tay thì có thể qua hệ thống đồng hồ đeo mắt của chúng tôi tại địa chỉ là đây, tầng G trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Bắc Long Biên, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Có địa chỉ là website là thewatt.com.vn, thewatt.vn. Hotline là 0977 891 897 để thay dây da anh em nhé, thay dây da hoặc là thay dây kim loại. Vâng, thấy video này hay, anh em nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để nhận nhiều video hữu ích hơn nữa anh em nhé. Vâng, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.